mà bên phía của Nick Marcin sẽ đảm bảo là họ có nhiều hiệu khống chế khó chịu với nhau đến từ bộ 4 vị tướng nửa dưới mặt của bản đồ. Họ cũng có nhiều sát thương để có sốc đơn mục tiêu đến... Nên là người có được chiến thắng, bởi vì nó đang là Hide, là điểm yếu duy nhất của Nick Magasi. Tiếp tục là làm choáng và vị trí của Deminca ràng buộc cũng là chúng Codham Fit đang rướng theo. Codham Fit sẽ hạ gục được Deminca trong pha thi đấu này. Nhưng bây giờ vấn đề là anh ta có thể sống sót được với Hide hay không. Hide lao lên chém vào vị trí của Codham Fit. Tipper cũng đã quay ngược trở lại để bảo kê người đồng đội của anh, thậm chí là Codham Fit. Anh ta có được 2 mạng hạ gục ở đây và Eren đến sẽ làm hạ gục thứ 3. Ôi, 3 mạng thậm chí 4 mạng không? Rất đáng tiếc là cái bóng tối xuyên tấu nó không trúng vào người của Eren, nhưng Codham Fit vẫn đang muốn ràng buộc chính xác. Một mình Water Z đánh ta là câu được 2 chiêu cuối của đối phương. Còn ở đây đường trên tiếp tục là đánh thẳng về chi hơi đề vẫn là thành công tiếp. Lượng sát thương giai đoạn đầu game với những cú đánh tay tầm xa của Codham Fit là đủ để cho họ có được điểm khi cướp lại đến từ phía của Vanderz. Có đại băng tiễn vào đầu của Vanderz. Vanderz đã bật chiêu cuối lên. Vanderz bị dính keo siêu dính, sau đó không thể thoát được về thùng rượu nổ, giữ chân được một người đó là Colin Pitt. Colin Pitt phải bỏ chạy. Eren ngay lập tức bật chiêu cuối đuổi theo, bóc được cả Colin Pitt về, gỡ lại những điểm hạ gục. Đây chính là điều mà tôi đã nói đến trước khi mục tiêu lớn đủ nổ nữa mà thôi. Và bây giờ thì Nick Magasi đang cố gắng gây áp lực ở khu vực đường giữa, nhưng sức chống trả của Buriram đang là quá nhiều. Vadis có 90 tập thể, Ro sẽ là người bị giữ lại ở đây. Ro lên bàn điểm số rồi và nó tiếp tục truy đuổi ở vị trí của Zetchi, không cho Zetchi an toàn ở trong chính phần rừng của anh ta. Anh ta né được hầu hết các thức của quý kiếm Darkin và Vadis sẽ không. Còn đây là một tình huống Tipper có lẽ sẽ phải cân hài trên đây, dính đại băng tiến, tốc biến đi thoát khỏi đại băng tiến cũng rất nhanh tay. Sau đó có cam soi dọi, có thêm lực giáp để hỗ trợ ăn được cả những hạt hồi phục. Eren tiến vào bắt đầu chúng chịu lưới sát thương đến từ trụ, nó bốc được ngược vị trí Tipper về, nhưng Tipper làm chó làm rất khó chịu. Eren bị hạ gục, 2 cân 3, 1 cân 2 là thành công dành cho bên phía Tipper. Water Z chưa muốn dừng lại khi chưa vỡ nhà, chúng ta chưa thể đoán biết được điều gì. Rồi sát thương vào Noel, Noel mất nửa cây máu, đại băng tiến chính xác vào vị trí của đó là Colin Pitt. Colin Pitt chưa bị hạ gục nhưng phía bên kia là Noel đã phải nằm xuống rất nhanh rồi với khả năng combo đến từ bên phía của Zetchi. Thùng rượu nổ đẩy văng được vị trí của Vanderz, sau đó một tình huống cạt vào đến từ bên phía của Aiden, chưa bóc được tường trợ hoặc đang muốn đẩy nhanh tốc độ vào khu vực đường giữa của đối phương. Một tình huống giữ chân và Draw sử dụng chiêu cuối đẩy văng vị trí Tipper ra. Tipper đang chờ một tình huống áp sát đối phương để có thể làm choáng. Noel cũng đang xuất hiện kịp thời gây sát thương vào Draw. Draw bị bắn khá đau, làm choáng thành công Draw. Draw còn đồng hồ nâng động, vẫn còn cú Q2 đến từ bên phía của Vanderz, hất văng được Draw lên và 2 điểm hạ gục rất nhanh chóng dành cho bên phía Buriram sau một tình súng của anh ta. Nigma vẫn đang rất thận trọng. Nigma vẫn đang chính xác, Buriram vẫn đang rất thận trọng trong những tình huống tấn công của mình vì họ không muốn mắc sai lầm trong tình huống này, nhưng đã có cam soi được tạo ra để mở giao tranh rồi và 2 thành viên Nigma thấp máu bắt buộc phải về ao giao tranh. Aaron cũng ao giao tranh và bị hạ gục đến từ bên phía của Noel và đang là đánh nhà đến từ Buriram United. Họ sẽ có vươn lên dẫn trước là 1-0 ở trong kèo đấu BO3 này. Vanderz ở đầu, anh ta tung hết combo ở đó, đó là xong nhiệm vụ của Aaron. Nhưng đó cũng phải nói là một nhiệm vụ khó, tại vì chắc chắn là với vị trí của Eren, với nhiệm vụ là một muốn kiểm soát con cua này, nhưng Tipper có vẻ tiếng là cua hơi chậm. Bây giờ thì đã tiếng là cua rồi. Đội hình của Buriram có đến 4 người ở đây, đội hình của Nick Magasi cũng là câu chuyện tương tự như vậy, nhưng Nick Magasi đang có hơi ít máu ở đây và có bông khói đến từ vị trí của Eren. Zetchi tiếp tục băng vào, Zetchi gõ chết được Tipper và Eren quay người trở lại trả một cú vi tiêu 5 cánh cũng là rất đau thương. Water Z đang đi đầu để có thể cản bước đối thủ để cho những người đồng đội của mình có thể lùi về được và họ làm được điều đó. Và Đớt lao vào lấy được bàn hàng của Quy đeo của mình được trên canh đủ đam đến từ vị trí của Vanderz. Vanderz đang gặp nguy hiểm, Water Z đang chè và Vanderz có thể sống được. Bây giờ thì Noel cũng đang đến, Noel cùng với Vanderz cùng với Water Z đã có thể hạ gục đi 2 người nữa của bên phía đối phương. Đối phương thì cũng đã mất đến nửa cây máu rồi. May mắn là cho Demon Kai vẫn có những hạt đầu phục, nhưng tình huống ngửa giao tranh với cả lốc xoáy cũng như là tối hậu thư thêm thùng rượu nổ đẩy văng được một người về, nhưng con rồng được ăn thành công đến từ Buriram. Bây giờ Vanderz mới đến với những người đồng đội, Noel thấp máu thoát được về đến phần trụ, vẫn là nhảy vào đến từ Vanderz mặc dù đối phương có 4 người. Có một tình huống làm mũ thất tung được 2 người, bot đến từ bên phía của Draw và đây là lướt lên triple kill dành cho Akali để có thể trợ chiến cho Tipper. Nhưng bên phía của Nick Magasi đang có đến 3 người ở đây, họ đang muốn băng trụ. Vanderz cũng đã tiến đến tốc độ cực kỳ cao và trụ vẫn còn một ít máu, nhưng đây là pha đánh trả đến từ Buriram United, một thủ đủ nổ trúng vào người Water Z. Water Z cũng trúng cái tôi từ Water Z sẽ khó để có thể chạy trong pha thi đấu này, nhưng đội hình của Buriram vẫn có thể đánh được. Đội phiêu đối phương đã mất đi khá nhiều tài nguyên giao tranh. Một cú nhảy của Vanderz, Eren sắp phải nằm rồi. Vậy Eren nhưng Vanderz đã là người sử dụng cái cú cào trước đó, mất cú nhảy rồi và mất cả thùng rượu, mất cả lốc xoáy, mất cả đồng hồ, vẫn thoát được đi. Đó là bên phía của Vanderz và thêm cả chiêu cuối của Water Z đến. Buriram dường như đang muốn đánh tiếp, bóng ngủ chỉ dính ở vị trí của Zic thôi, nhưng Zic trước khi ngủ Zic đã vẫn kịp tung ra một tình huống siêu bom để cùng đến đệm đam một cách rất chất lượng ở trong tình huống này. Draw sẽ là người đầu tiên phải nằm, anh ta đang có tốc biến ở một góc khác để cho những người đồng đội của mình và những người khác của bên phía Buriram đều tin. Bây giờ thì Aaron tìm được vào vị trí của Vadis, Vadis đi ngang qua cái bụi này, Aaron sắp hạ gục được Vadis nhưng anh ta đang gặp rất nhiều khó khăn, vẫn còn sát chiêu hoàn hảo và Aaron vẫn có thể sốc. Không hiểu tại sao Vadis lại quay trở lại trong tình huống thi đấu vừa rồi. Bây giờ thì Hide đến sử dụng của mình. Anh ta khá đơn độc ở đây và Hide cũng sẽ phải nằm trong pha thi đấu này. Nỗ lực của Demon Kai có thể thả diều con Zui vào tranh sau. Nigma đang khởi động rồng, rồng vẫn còn nửa máu, anh sẽ tiếp tục bóng ngủ. Nhưng anh ta đang zone được hai người bên phía đối phương, ta còn lãnh được thêm cả một cái tối ưu thương nữa. Bên phía kia thì Buriram United đã hạ gục được Draw. Bên phía bên này thì bốn người của Nick Magasi, rồng thuộc về cho Nick Magasi. Bây giờ họ đang quay ngược lại trả giao tranh và Eren, xin lỗi các bạn, đó là người đi đường giữa. Noel của Buriram dính bóng ngủ, anh ta kịp bóng đồng hồ nhưng sau đó thì không còn Noel trên bản đồ nữa. Vanderz cũng đang bị tìm đến và Vanderz đang gặp rất nhiều nguy hiểm đây, bấm đồng hồ cát để bóng ngủ. Vanderz vẫn đủ sắc đường để có đà cùng đi đi, sau đó thoát đi. Demon Kai thì đang gặp nguy hiểm với Codham Fit và sau khi sử dụng cái vòng xuyên thấu này thì Demon Kai sẽ rất có thể phải nằm. Demon Kai không có mana nữa nhưng lượng mana vẫn là còn vừa đủ để những người đồng đội của Nick Magasi đã có gắng dướn lên để đánh chung với những người đồng đội của mình. Nhưng đây một tình huống đánh dướn rất khó dành cho Nick Magasi, cần được biết thoải mái nhả bom từ tuyến sau. Và bây giờ là tình huống trọng đại, thử thách đến từ bên phía của Tipper, anh ta đến rất muộn trong ta tranh và sẽ là tình huống dọn tàn cuộc dành cho những người đồng đội của mình. Vanderz vẫn còn sống sót và sắp có được điểm hạ gục của Draw. Draw tốc biến ở một góc khác và tốc biến đuổi theo đó là Vanderz. Vanderz tiếp tục có điểm hạ gục. Tipper vẫn đang liên tiếp trọng ở bên đây và vị trí của Hide. Hide đu dây bóc qua phía bên kia một tường. Zetchi tàng hình bị phát hiện bởi đó là Vanderz và bị cô lập, bị hạ gục. Colin Pitt là người có điểm hạ gục vừa rồi và đất chưa muốn dừng lại. Bộ lượng tầm nhìn đến từ Nigma cũng đã được lộ diện. Aaron thì đang ở một khoảng cách rất là xa, cầu sấm lần một nó trượt nhưng đang dồn sát thương vào vị trí Draw. Dồn sát thương rất nhanh. Draw vẫn còn đó là đồng hồ người nọ, câu kéo sát thương tốc biến đuổi theo đó là Water Z và giữ chân thành công để cho vị trí của Zic có được double kill rồi. Zic vẫn đang có một góc xả sát thương thoải mái ở tuyến sau. Zetchi sử dụng chiêu cuối tốc biến lên, lốc xoáy trúng rất nhiều người và bắt đầu cắt vào đến từ bên phía của Aaron với con bay Akali. Gần như đội hình của Buriram đã bắt đầu tan vỡ từng người một. Van đất bắt cho mình cái dạng giáp hồi sinh, sau đó sống lại thì sao anh đang gặp sự truy đuổi quản được hai thành viên bên phía của Nick Magasi. Double kill dành cho Aaron. Trước đó là một pha lỗi đến từ Aaron và ngay lập tức anh ta sửa sai ở trong tình huống này. Đội Demon Kai ở phần sau giao tranh ta đánh rất hay, anh ta bị tìm đến bởi Vanderz. Nhưng sau đó anh ta bình tĩnh sử dụng cái tốc biến của mình và một cú đồng hồ cát để outplay nhịp sốc sát thương đến từ Vanderz. Nhưng giao tranh vẫn còn đó, anh vẫn đang muốn gây khó khăn cùng với Water Z. Và bên phía của Nick Magasi thì vẫn còn rất chi, họ vẫn đang muốn làm hai việc một lúc, họ muốn ăn rồng và muốn kết thúc đi những cái màn hạ gục bên đối phương. Noel đã mất đi và sau đó là Water Z và sẽ là một con rồng ngàn tuổi dành cho Nick Magasi. Vadis ở thời điểm này thì tôi nghĩ là anh ta cũng có cơ sở làm điều đó, nhưng Vadis đang bị tấn công, ta đang bị giữ lại. Thiên Duran khiêu khích được nhiều người nhưng không có ai của Buriram bồi đam theo cả và có lẽ là Buriram sẽ phải bỏ lại Vadis trong pha thi đấu này. Và đây là một tình huống cố gắng đánh dướn lên đến từ bên phía của Tipper, tấn công vào vị trí của đó là Dui và ngay lập tức biến mất Dui ở trên bản đồ rồi. Tối hậu thư nhắm được vào một người đủ nổ nữa. Wazet vẫn còn tốc biến. Đối với kia thì Tipper chém vào người của Eren. Không còn đại thử thách nữa và Tipper dính bóng ngủ. Tipper gặp nguy hiểm. Tipper lên bàn đem số. Sử dụng giáng thể của Wazet là quá trễ. Wazet kịp lướt đi nhưng bây giờ là lao vào đến từ vị trí của Zetchi. Anh ta có chiến giáp rực đỏ, anh ta đang hóa khổng lồ. Siêu bom địa ngục được quăng ra và Zetchi đã phải lên bàn đem số. Địa ngục quăng vào chỉ trúng vào một mình của Eren mà thôi. Eren yếu nhưng mà còn lại Nick Magasi thì đang rất mạnh. Noel bay vào để có thể can thiệp thêm về mặt sát thương. Hide thì cũng đang yếu máu. Rồng ngàn tuổi ở một lượng máu đang là hơi thấp và Zetchi đã phải lên bàn đem số. Ro cũng sẽ đi theo Zetchi ở trong pha thi đấu này. Noel bị tìm đến bởi Eren, một cú sát chiêu hoàn hảo và Demon Kai bên kia cũng đã bị dứt điểm. Rất nhiều màn hàng gục đã bước đi. Lợi thế dành cho Buriram. Rồng ngàn tuổi đã có và đất lao vào và có được thêm một màn hàng gục nữa và sẽ là thêm một màn hàng gục của Hide nữa. Buriram có thể lấy được thành công cái trụ đây không đây? Lính tiến vào có lẽ là đủ rồi. Sẽ đủ. Bởi vì thời điểm hiện tại thì cái thời gian để hồi sinh của các tuyển thủ sẽ là rất lâu.